Điệp xin kính chào tất cả các cô chú và các anh chị Vào ngày 30 tháng 4 năm 2021 là sáng ngày 1 tháng 5 giờ Việt Nam Trung tâm Visa Mỹ NVC đã có thông báo chính thức trên website của Trung tâm Visa về thứ tự ưu tiên cấp Visa Mỹ tại các đại sứ quán và lãnh sự quán Visa diện bảo lãnh nào sẽ được ưu tiên trước Và các loại Visa được chia ra làm 4 bậc Các bậc này như thế nào xin mời cô chú và các anh chị cùng theo dõi chi tiết Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm like, thích, subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha. Và cũng như là bấm nút share để nhiều người biết thêm về thông tin này. Cảm ơn cô chú và các anh chị. Thông tin này được đăng tải chính thức trên website của Trung tâm Visa NVC trên website này sẽ cập nhật các thông tin liên quan tới đại sứ quán và tổng lãnh sự quán. Website này thuộc Bộ Ngoại giao của Mỹ. Cô chú và các anh chị chúng ta có thể xem trong đường link này. Trong website này thì cô chú và các anh chị chúng ta xem phần thông báo ở phía bên dưới. Ngày 30 tháng 4 năm 2021, ưu tiên thị thực nhập cư, chúng ta sẽ bấm vào các thông tin này bằng tiếng Anh cho nên điệp sẽ xin dịch ra tiếng Việt để chia sẻ với cô chú và các anh chị. Bây giờ chúng ta sẽ bấm vô. Đây là nội dung thông báo của trung tâm visa. Ưu tiên thị thực nhập cư. Cập nhật lần cuối ngày 30 tháng 4 năm 2021. Như đã lưu ý trong bản cập nhật tình hình hoạt động dịch vụ thị thực gần đây của chúng tôi, bộ ngoại giao cam kết chia sẻ tình trạng hiện tại của hoạt động thị thực trên toàn thế giới là một phần của nỗ lực đó chúng tôi muốn cung cấp thêm chi tiết về cách các đại sứ quán và lãnh sự quán của chúng tôi đang ưu tiên các đơn xin thị thực nhập cư khi bộ làm việc để giảm lượng hồ sơ tồn động do hạn chế đi lại và hạn chế hoạt động do đại dịch covid gây ra sức khỏe và sự an toàn của nhân viên của chúng tôi những công dân hoa kỳ đang tìm kiếm sự trợ giúp ở nước ngoài những cá nhân tìm kiếm lợi ích nhập cư và người dân địa phương đều là tối quan trọng. Các bài đăng xử lý cả thị thực nhập cư và không định cư đang ưu tiên. Các đơn xin thị thực nhập cư trong khi vẫn cung cấp một số dịch vụ thị thực không định cư. Tuy nhiên, số lượng và loại trường hợp thị thực sẽ được tiếp tục xử lý tùy thuộc vào điều kiện địa phương, bao gồm các hạn chế di chuyển và quy định do chính phủ nước ngoài sở tại đưa ra. Ngoài ra, phù hợp với các hướng dẫn của chính phủ Hoa Kỳ về an toàn tại nơi làm việc của liên bang. Các đại sứ quán và lãnh sự quán Hoa Kỳ đã thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội và thực hiện các biện pháp an toàn khác, giúp giảm số lượng đương đơn mà bộ phận lãnh sự có thể xử lý trong một ngày. Những người báo lãnh và người được báo lãnh trong quá trình xin thị thực nhập cư không chỉ là con số chúng tôi thừa nhận những căng thẳng và khó khăn mà họ phải chịu trong năm qua do giảm công suất hoạt động do covid và các biện pháp cần thiết được thực hiện để bảo vệ sức khỏe và an toàn hoặc để tuân thủ theo các yêu cầu của địa phương cũng như các hạn chế liên quan đến covid đối với việc đi lại hoặc thị thực của họ chúng tôi cũng nhận ra tầm quan trọng của từng loại thị thực nhập cư tuy nhiên trong thời gian đại dịch bộ đã buộc phải đưa ra các quyết định khó khăn về cách mà các bộ phận lãnh sự của chúng tôi nên ưu tiên các đơn xin thị thực nhập cư vì chúng hoạt động ở năng lực hạn chế. Và khi họ giải quyết các trường hợp xin thị thực nhập cư tồn động sau khi chúng tôi trở lại hoạt động đầy đủ. Nguyên tắc hướng dẫn của chúng tôi dựa trên ưu tiên thị thực nhập cư là đoàn tụ gia đình, là ưu tiên rõ ràng trong chính sách nhập cư của chính phủ Hoa Kỳ, ưu tiên được thể hiện trong đạo luật nhập cư và quốc tịch. Cụ thể, sự ưu tiên của bộ dựa trên chỉ đạo rõ ràng của quốc hội rằng Bộ phải áp dụng chính sách ưu tiên những người nộp đơn xin thị thực thân nhân trực hệ và hôn phu K1 của công dân Hoa Kỳ. Tiếp theo là những người xin thị thực nhập cư theo diện ưu tiên gia đình. Như vậy thì cô chú và các anh chị cũng có thấy là vừa qua suốt 2 tháng tháng 3 và tháng 4 thì Tổng lãnh sư quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh đã liên tiếp phát thư hẹn phỏng vấn cho các diện CR1, IR1 và IR5. Các diện này là thân nhân trực hệ của công dân Mỹ là vợ chồng con nhỏ dưới 21 tuổi và cha mẹ của công dân Mỹ nên đã được ưu tiên trước. Nhất quán với những mục tiêu đó, các đại sứ quán và lãnh sự quán Hoa Kỳ đang thực hiện cách tiếp cận theo từng cấp để phân loại đơn xin thị thực nhập cư, khi chúng tôi tiếp tục và mở rộng xử lý. Nếu có thể, các bộ phận lãnh sự của chúng tôi sẽ lên lịch cho một số cuộc hẹn trong cả bốn bậc ưu tiên hàng tháng bán sao liệt kê các loại thị thực nhập cư chính theo thứ tự ưu tiên. Bậc 1. Thị thực nhận con nuôi quốc tế, các trường hợp sắp bị quá tuổi và một số loại thị thực nhập cư đặc biệt. Bậc 2. Thị thực thân nhân trực hệ của công dân Mỹ, thị thực hôn phu và thị thực cư trú thường chủ nhân. Bậc 3. Thị thực nhập cư ưu tiên dành cho gia đình và thị thực nhập cư đặc biệt dành cho một số nhân viên của chính phủ Hoa Kỳ ở nước ngoài. Bậc 4 tất cả các loại thị thực nhập cư khác, bao gồm thị thực ưu tiên, của làm việc và thị thực đa dạng. Và như vậy thì cô chú và các anh chị có thể thấy là các tổng lãnh sự và đại sứ quán của Mỹ đã đang ưu tiên cấp visa cho 4 bậc, chia ra làm thứ tự bậc 1, bậc 2, bậc 3 và bậc 4. Ở bậc 2 thì hiện tại đã dành cho CR1, IR1, IR5 và K1. Còn bậc 3 đã dành cho các diện F, và bậc 4 các diện thị thực nhập cư khác. Cho nên là vừa qua thì cô chú và các anh chị chúng ta cũng đã thấy là diện F vẫn chưa có thư hẹn phỏng vấn mà đang ưu tiên trước cho bậc 2 là bậc của CR1, IR1 và IR5. Nhiều đại sứ quán và lãnh sự quán tiếp tục tồn động đáng kể tất cả các loại thị thực nhập cư. Kế hoạch ưu tiên này nhằm tối đa hóa nguồn lực để giải quyết càng nhiều càng tốt số lượng hồ sơ thân nhân trực hệ và hôn phu của công dân Mỹ nhằm ngăn chặn việc tồn động tăng lên và hy vọng giảm số lượng của các hồ sơ này. Tuy nhiên, kế hoạch cũng ưu tiên xem xét một số trường hợp của bậc 3 và bậc 4 mỗi tháng. Bộ công nhận rằng những người nộp đơn xin thị thực, đặc biệt là những người ở bậc 3 và bậc 4, sẽ tiếp tục phải đối mặt với sự chậm trễ. Theo như thông tin trong thông báo này thì có thể là những người ở bậc 3 và bậc 4 sẽ phải tiếp tục với sự chậm trễ, có nghĩa là các diện ép của chúng ta có thể sắp tới sẽ hơi chậm có thư hiện phỏng vấn. Phần thông tin ở phía bên dưới này là thông tin liên quan tới thị thực sổ số, số, không có áp dụng với Việt Nam cho nên là điệp sinh không chia sẻ về phần này. Và như vậy thì cô chú và các anh chị cũng có thể thấy, theo như cập nhật của trung tâm thị thực là đã chia ra làm bốn bậc để cấp visa. Bậc 2 là các diện thân nhân trực hệ của công dân Mỹ và hôn phu hôn thê. Bởi vì chúng ta thấy Tháng 3 và tháng 4 liên tiếp thì lãnh sự quán đã phát thư hẹn phỏng vấn cho diện bậc 2. Còn những ở bậc 3 và bậc 4 thì hiện tại thì các diện ép của chúng ta vẫn đang chờ chưa có thư hẹn phỏng vấn. Thì hy vọng là các tháng sắp tới, lãnh sự quán sẽ bắt đầu phát thư hẹn phỏng vấn cho các diện ép để cô chú và các anh chị chúng ta sớm có được visa. Điệp sẽ tiếp tục theo dõi các thông tin và tiếp tục cập nhật với cô chú và các anh chị khi có những thông tin mới. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm like, thích subscribe đăng ký để ủng hộ kênh của Đẹp nha. Và cũng như là bấm nút share để nhiều người biết thêm về thông tin này. Cảm ơn cô chú và các anh chị.